Tổng thống Biden và chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ sau cuộc gặp mặt trực tiếp tại Mỹ vào tháng 11 năm ngoái. Theo Reuters, trong ngày 2 tháng 4, tổng thống Mỹ Joe Biden và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một cuộc điện đàm kéo dài khoảng 2 giờ, tập trung thảo luận về nhiều vấn đề trên thế giới. Cuộc điện đàm diễn ra tương đối thẳng thắn, tổng thống Biden đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và tự do hàng hải trên biển Đông. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói cũng theo ông kirby tổng thống biden đã thảo luận với ông tập về tiktok tình hình ukraine và triều tiên về phía trung quốc chủ tịch tập cận bình đánh giá quan hệ mỹ trung đã có dấu hiệu ổn định trở lại tuy nhiên ông tập cũng cảnh báo về một số yếu tố có thể ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ song phương đang dần ấm lên bao gồm các biện pháp đàn áp công nghệ của mỹ việc ngăn chặn sự phát triển thương mại và công nghệ của trung quốc không phải là biện pháp giảm rủi ro mà là tạo ra rủi ro trung quốc và mỹ không nên có sự đối đầu mà cần tôn trọng và hợp tác với nhau ông Tập nhấn mạnh. Trong các cuộc gặp, ông Tập và ông Biden cũng hoan nghênh những nỗ lực nhằm duy trì các kênh liên lạc mở giữa Mỹ và Trung Quốc. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ và Trung Quốc cũng xác nhận việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tới Trung Quốc trong vài tuần tới.